Thủ Đức là phải đu đêm, đi rồi mới biết nhiều cái vui ha. Hôm nay cùng mình ăn khoai lang nướng, súp cua và uống sữa đậu nành ở gần chợ Thủ Đức nha. Series này dành cho những bạn nào dân chơi thực thụ thích đu đêm giống idol Thủy Tiên phần 5. Tụi mình ở Thủ Đức xin chào. Nhiều khi tưởng đâu nhà ngay sát bên chợ Thủ Đức không á. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà tôi đu đêm ở chợ Thủ Đức rồi. Quay trở lại tập đu đêm hôm nay, tôi sẽ order đủ một combo mà mỗi khi đi Đà Lạt đều phải gọi. Chỉ khác cái đây là chợ Thủ Đức thân yêu thôi. Bây giờ thì đã là 11 rưỡi rồi nha. Đáng lẽ là giờ này mình sẽ ở nhà nếp ống cho anh em, nhưng mà không, mình chọn ngồi ở đây để chilling. Đầu tiên là ly sữa đậu nành 10.000 hay 15.000 gì đó, mình không có nhớ giá, tại vì mình chưa có tính tiền. Mát cũng ok là, nói chung là kiểu ở cái quán này thì mình thấy là kiểu thích hợp mà ngồi kiểu với đám bạn mà khuya nói xấu đồ người khác. Chúng tôi không hề nói xấu ai cả, chúng tôi chỉ nói về họ và họ xấu. Lỗi của chúng tôi hả? Theo là cái ly của cameraman, này gọi là gì? Rau má sữa 10-15 nghìn một ly. Thì là sự thật là mình không uống được rau má, cho nên là mọi người đừng có để ý biểu cảm của mình nha. Bây giờ mình sẽ làm cái thử thách là uống những cái món nước mà mình không biết uống, mới có tí xíu thôi. Đó, ai ghẹo gì bạn? Tôi đâu có đụng với bạn đâu. Ai ghẹo bạn hay bạn ghẹo tôi? Bạn cứ thôi, tôi ghẹo bạn. Rồi. Đặc sản về đêm ở Thủ Đức ấy, ngoài sữa đậu nành ra thì còn có khoai lang nướng. Cái khoai của khoai này là mình mua trị giá là 13 tỷ. Mình sẽ bóc ra nha. Nó là màu vàng luôn như thế này. Thì có phải là khoai lang mật không mọi người? Ai ăn rồi thì cho mình câu trả lời nha. Ngon lắm luôn đấy, tại vì nó ngọt á. Còn thơm lắm. Tiếp theo là một cái ly súp cua trị giá 20.000 mình mua ở đối diện cái quán này nha. Vị cũng thấy là vừa vặn nha. Ngon. Kiểu như cái súp cua ở đây ấy, nó sẽ là cái màu đục như này nè, rất là vừa vặn nha. Cái anh nó bảo mình là bán từ 9 giờ tối đến khi hết. Tổng thiệt hại của cái buổi đua đêm của cái tập này ở ngay chợ Thủ Đức đó chính là 63.000 nha. Căng da bụng trùng da mắt rồi thì về nhà cho ba mẹ yên tâm. Tập đu đêm tiếp theo sẽ nên đi chiều ở đâu thì hợp lý đây cả nhà. Có món ăn đêm nào hợp lý thì chị tôi đi ăn với nha. Bye bye. Từ nhiều xe quá. Thủ Đức nè.